Xin chào các bạn. Trong buổi học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các bạn giải một cách triệt để cái dạng toán xác định tính chất ảnh, mối quan hệ giữa ảnh và vật trong chuỗi các bài toán về thấu kính. Để giải tốt cái dạng toán này, các bạn cần nắm vững như thầy ba cái nội dung kiến thức lý thuyết trọng tâm. Nội dung thứ nhất là công thức liên hệ vị trí ảnh vật tiêu cự của thấu kính. Đó là chúng ta có 1 trên d cộng 1 trên d phẩy bằng 1 trên f. Trong đó thì các bạn cần hiểu rằng d chính là khoảng cách đại số từ vị trí đặt vật đến thấu kính, xác định vị trí của vật. Còn d phẩy là khoảng cách đại số từ vị trí của ảnh tới thấu kính, nó sẽ xác định vị trí của ảnh. Khoảng cách đại số tức là các khoảng cách này có thể âm dương. Cụ thể là người ta quy ước như sau: d lớn hơn 0 nếu vật của chúng ta là vật thật. Vật thật trong các bài toán thì các bạn còn có thể tư duy theo ngôn từ của thầy hay gặp trong các bài toán, đấy là vật sáng. Bài toán cho vật sáng thì các bạn cũng hiểu đó là vật thật về mặt ngôn từ. Còn d nhỏ hơn 0 nếu vật ảo, cái tình huống này thì các bạn rất ít khi gặp, cực kỳ hiếm gặp. Trong chương trình vật lý phổ thông thì chúng ta gần như không gặp trường hợp vật ảo. D phải lớn hơn 0 nếu ảnh thật. Và ảnh thật trong đề bài thì các bạn cũng suy ra được từ ngôn từ tương đương, đấy là ảnh này là có thể hứng trên màn quan sát, có thể hứng được trên màn quan sát. Điều đó có nghĩa là nếu như đề bài cho rằng là ảnh hứng được trên màn quan sát thì các bạn suy ra được là đấy là ảnh gì? Ảnh thật. Tiếp theo là ảnh ảo. Với d phẩy lớn hơn 0 thì ảnh là ảnh ảo. Còn ảnh ảo thì không hứng được. Không hứng được trên màn quan sát. Đấy là một số cái điểm các bạn cần lưu ý xung quanh cái công thức liên hệ giữa vị trí vật, vị trí ảnh và tiêu cự của thấu kính. Trong công thức này thì các bạn cũng cần nhớ thêm rằng là thấu kính phân kỳ thì f của chúng ta sẽ bé hơn 0. Thấu kính hội tụ thì f của chúng ta là lớn hơn 0. Đó là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai các bạn cần nhớ đây là công thức về hệ số phóng đại ảnh. Thì gốc của nó là các bạn nhớ cho thầy là k bằng trừ d phẩy trên d và trị đối k thì bằng a phẩy b phẩy trên ab, với a phẩy b phẩy được hiểu là độ cao này của ảnh, còn ab là độ cao của vật. Bởi vì các bài toán mà chúng ta xét thường vật của chúng ta có dạng là đoạn thẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Trong công thức này các bạn hiểu là a phẩy b phẩy là độ cao của ảnh, còn ab là độ cao của vật. Và đương nhiên rằng là trị đối k thì sẽ bằng trị đối của gì nhỉ, trừ d phẩy trên gì, trên d, bởi vì k của chúng ta là bằng trừ d phẩy trên d. Và một số điểm mà các bạn cũng cần lưu ý xung quanh cái giá trị của k này: k lớn hơn 0 thì ảnh và vật cùng chiều và trái tính chất. Cái này nhé, cùng chiều trái tính chất, ghi vào đây là trái tính chất, tức là vật thật thì ảnh ảo, còn vật ảo thì ảnh thật. K nhỏ hơn 0, ảnh vật ngược chiều thì sẽ là cùng tính chất. Ảnh vật ngược chiều là cùng tính chất. Các bạn chú ý như thế: khi k nhỏ hơn 0 thì ảnh và vật cùng tính chất, khi k lớn hơn 0 ảnh vật trái tính chất. Còn độ lớn của k mà lớn hơn 1 thì chúng ta có ảnh cao hơn vật. Độ lớn của k nhỏ hơn 1, ảnh thấp hơn vật. Trường hợp đặc biệt độ lớn của k bằng 1 thì chúng ta có ảnh bằng gì nhỉ? Bằng vật. Ảnh bằng vật. Cuối cùng là các bạn nhớ cho thầy một số cái hệ quả xung quanh hai cái công thức mà chúng ta vừa xây dựng, vừa đề cập.
Thế là chúng ta tóm lại là chúng ta có hai cái công thức gốc là 1 trên z này cộng 1 trên z phẩy bằng 1 trên f, và công thức k là bằng trừ z phẩy trên gì? Trên z. Nếu như mà từ cái công thức gốc này á, đây đây là công thức gốc này, các bạn suy ra được 1 trên z phẩy sẽ bằng 1 trên f mà trừ đi 1 trên gì? 1 trên z. Quy đồng lên thì các bạn sẽ được cái công thức hệ quả số 1 là z phẩy bằng zf trên z trừ gì? Z trừ f. Còn nếu như chúng ta rút ra 1 trên z, 1 trên z thì đương nhiên bằng 1 trên f trừ đi 1 trên z phẩy. Rồi sau đó quy đồng thì chúng ta sẽ được công thức hệ quả số 2 là z bằng z phẩy f trên z phẩy trừ f. Còn công thức này thì chúng ta giữ nguyên, quy đồng lên thì chúng ta sẽ được f bằng z z phẩy trên z cộng z phẩy. Công thức này thì được xây dựng bằng cách lắp từ công thức gốc, tức là trừ z phẩy trên z, chúng ta triển khai tiếp là trừ z phẩy thì bằng z f này trên z trừ gì? Trừ f, đúng không? Rồi lại trên tiếp z nữa thì rút gọn cái này đi, chúng ta sẽ có cái này chính là bằng f trừ f mà trên z trừ gì? Trừ f. Đảo lại thì chúng ta có f trên f trừ gì? Trừ z là công thức hệ quả số 3. Tóm lại là các bạn phải nhớ được các công thức hệ quả, vì đa phần là chúng ta sẽ sử dụng các công thức hệ quả. Và trước khi đi vào các dạng toán, các bài toán cụ thể, thì thầy muốn lưu ý với các bạn một số điểm quan trọng này. Quan trọng, một số cái nhận xét quan trọng. Thứ nhất, về quá trình tạo ảnh đối với thấu kính thì các bạn phải nhớ như thế này. Vật thật mà cho ảnh ảo nhỏ hơn vật hay là bé hơn vật thì chúng ta suy ra được thấu kính này phải là, thầy dùng cái mệnh đề phải là thấu kính phân kỳ. Các bạn nhớ nhé, phải là thấu kính phân kỳ, nữa là nó là một câu khẳng định. Lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai này. Vật thật hay là vật sáng này, mà cho ảnh ảo hay cho ảnh thật đi, thầy xét trường hợp cho ảnh thật thì chúng ta suy ra được ảnh thật thì có thể lớn hơn nhỏ hơn không quan trọng, thì chúng ta suy ra ngay được thấu kính này phải là thấu kính hội tụ. Còn vật thật mà cho gì? Cho ảnh ảo. Các bạn chú ý ở trên cũng là cho ảnh ảo nhưng kèm theo là bé hơn vật, thì trường hợp này là lớn hơn vật. Lớn hơn vật thì chúng ta suy ra được thấu kính phải là, vẫn là khẳng định, thấu kính hội tụ. Các bạn chú ý. Điều đó có nghĩa rằng là với thấu kính phân kỳ đã cho ảnh thì ảnh vật thật cho ảnh thì ảnh phải là ảnh ảo và luôn nhỏ hơn vật. Đấy. Một cái điều nữa mà các bạn cần nhớ cho thầy này. Trong trường hợp vật thật nhé. Vật thật này. Ảnh cùng chiều với vật, cùng chiều này. Vật cùng chiều vật có nghĩa là chúng ta có k lớn hơn gì cắn không, thì suy ra ảnh phải là gì? Ảnh áo. Đấy, các bạn chú ý thầy, ảnh cùng chiều với vật thì chắc chắn phải là ảnh ảo. Còn ngược lại, nếu như ảnh vật thật nhé, ảnh ngược chiều vật, ngược chiều vật thì chúng ta suy ra được ảnh phải là ảnh gì? Phải là ảnh thật. Đấy là một loạt những cái nhận định rất quan trọng mà các bạn cần phải nhớ để chúng ta giải các bài toán liên quan tới hệ số phóng đại k. Có rất nhiều bài toán liên quan đến hệ số phóng đại k mà buộc chúng ta phải nhớ tính chất này.
để loại bớt đi một số trường hợp, giải bài toán cho nó nhanh. Còn bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn giải các bài toán cụ thể luôn. Chúng ta vào bài toán số 1. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự là 10 là F. Vật sáng AB là một đoạn như vậy là vật thật. Thằng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính. Cách thấu kính chúng ta có D bằng 30. Hãy xác định vị trí ảnh. Vị trí ảnh thì các bạn hiểu chính là xác định D gì? D phẩy. Tính chất ảnh thì chúng ta phải trả lời là ảnh là gì? Ảo hay hay thật? Đấy là trả lời tính chất. Hệ số phóng đại tức là chúng ta tính gì? Tính K. Và cuối cùng là chúng ta vẽ hình. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn giải cụ thể luôn. Bài giải này. Đầu tiên là xác định vị trí của ảnh trước thì chúng ta có dùng công thức của hệ quả luôn là D' bằng DF trên D trừ gì? Trừ F. Thay số vào thì chúng ta chỉ có nó cái này bằng 30 nhân 10 mà trên 30 trừ đi 10. Kết quả cái này sẽ bằng 15 cm. Đấy. Thế là chúng ta xác định được vị trí của ảnh. Rồi chúng ta trả lời tính chất V này. D phẩy bằng 15 cm thì đương nhiên lớn hơn gì? Lớn không. Chúng ta suy ra được ảnh là ảnh gì? Ảnh thật đúng không? Theo quy ước thì ảnh là ảnh thật. D phẩy lớn hơn không? Ảnh là ảnh thật. Tiếp tục là chúng ta tính được cái hệ số phóng đại. Hệ số phóng đại là gì? K. K sẽ bằng trừ D phẩy trên D. Bài này nó sẽ bằng trừ 15 trên 30. Và kết quả nó bằng trừ 1 phần gì? 1 phần 2. Cái hệ số K bằng trừ 1 phần 2. Tóm lại là chúng ta có thể kết luận như thế này này. Vậy ảnh là ảnh gì? Thật này. Ảnh thật thì sẽ gì? Ngược chiều với gì nhỉ? Ngược chiều vật này. Ngược chiều với vật. Nhớ các bạn nhớ là ảnh thật thì ngược chiều với vật. Rồi là cao bằng gì? 1 phần 2 vật hay là cao bằng nửa vật. Rồi cách thấu gì? Thấu kính 15 cm. Đấy là một cái câu kết luận đầy đủ. Còn tại sao chúng ta biết được cả ảnh cao bằng nửa vật thì chúng ta biết là chỉ đối K này. Chính là bằng A phẩy B phẩy trên AB. Và chỉ đối K tức là sẽ bằng 1 phần gì? 1 phần 2 luôn. Thì chúng ta suy ra được A phẩy B phẩy sẽ bằng AB trên mấy nhỉ? AB trên 2. Có nghĩa là độ cao của ảnh bằng nửa độ cao của vật. Thao tác cuối cùng là thầy sẽ vẽ hình. Bài đầu cho nên thầy sẽ vẽ hình giúp các bạn. Các bạn quan sát cái hình vẽ. Ở đây là thấu kính hội tụ đúng không? Đầu tiên là thầy sẽ dựng trục chính của thấu kính này. Dựng trục chính. Để dựng được ảnh của một vật qua thấu kính thì chúng ta sẽ dùng hai trong ba tia đặc biệt. Trường hợp mà không xác định được tia đặc biệt thì chúng ta có thể vẽ tia bất kỳ và dựng trục gì nhỉ? Trục phụ. Cái này thì thầy đã hướng dẫn rất chi tiết qua cái bài toán vẽ thấu kính ở dạng trước. Đây là ô, đây là một thấu kính hội tụ hay là thấu kính diềm mỏng. Trường hợp này chúng ta có khoảng cách là 30, tiêu cự là 10. Như vậy là chúng ta chia theo tỷ lệ là 1:3 này. Đây. Đây chính là F đúng không? Tiêu điểm ảnh vật chính. Ở đây là tiêu điểm ảnh chính F phẩy đối xứng với F qua ô. Vật của chúng ta nằm ở đây. Đúng không? Đây là vật sáng AB. Đấy, đặt vuông góc với trục chính. Chúng ta sẽ dùng hai trong ba tia đặc biệt và bài này thì sẽ dùng cái tia đầu tiên là tia song song với trục chính. Tia số 1 đi. Tia song song với trục chính.
thì nó sẽ cho tia ló đi qua tiêu điểm gì? Ảnh chính. Qua tiêu điểm ảnh chính đây. Đúng không? Đây. Như vậy đây là ló số 1. Tia ló số 1. Và chúng ta sẽ dùng cái tia đơn giản là cái tia mà gì? Đi qua quang gì? Quang tâm O này, tia đi qua quang tâm O thì truyền gì? Truyền thẳng. Qua quang tâm O truyền thẳng. Đây là lỗ gì? Lỗ 2, đây là tới 2. Tia tới số 2. Truyền thẳng đấy, qua quang tâm O. Thì giao của tia lỗ và tia tới cho chúng ta ảnh A phẩy của điểm gì? Điểm A. Hạ vuông góc xuống trục chính thì chúng ta sẽ được B phẩy đúng không? Trường hợp này ảnh thật cho nên là chúng ta vẽ nét liền. Đây chính là B, B phẩy là ảnh của B qua thấu kính. Và trường hợp này ảnh và vật là ngược ngược chiều này. Các bạn chú ý ảnh thật, ảnh vật ngược chiều. Đấy là thầy vẽ hình giúp các bạn qua bài số 1. Chúng ta tiếp tục với bài số số 2. Tiếp tục với bài số 2. Cho thấu kính phân kỳ có tiêu cự là trừ 10 cm. Các bạn chú ý rằng là thấu kính phân kỳ này thì tiêu cự F sẽ nhỏ hơn 0. Như vậy tiêu cự F bằng trừ 10 cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng nhỏ dài, một đoạn thẳng nhỏ dài 2 cm, có nghĩa là chúng ta có AB bằng 2 cm đúng không? Đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính của thấu kính cách thấu kính, có nghĩa là chúng ta có D bằng 20 cm. Hãy xác định vị trí tính chất số phóng đại là D phẩy này, tính chất là ảo hay gì thật này, số phóng đại là gì K. Và ở đây có một cái yêu cầu nữa là xác định độ cao của ảnh, tức là chúng ta phải xác định A phẩy B gì B phẩy xem nó bằng bao nhiêu đúng không? Thì với bài toán này thì thầy cũng hướng dẫn các bạn giải nhanh thôi, đơn giản. Bài giải này đầu tiên là chúng ta có cái gì? D phẩy bằng df trên d trừ gì trừ f này bằng 20 nhân với trừ 10. Các bạn chú ý phải thay trừ 10. 20 mà trừ đi trừ 10 đúng không? Trừ đi trừ 10 thì kết quả cái này nó sẽ bằng 200 phần 30, tức là 2 trừ 20 phần mấy nhỉ? 20 phần 3 cm. Và chúng ta cũng suy ra được ảnh là ảnh gì luôn? Ảnh ảo. Lý do là dây phẩy của chúng ta là bé hơn 0, đúng không? Và một cái điều mà chúng ta luôn nhớ rằng là ảnh thật qua thấu kính phân kỳ thì luôn là ảnh của vật thật qua thấu kính phân kỳ thì luôn là ảnh ảo, nhỏ hơn vật. Đấy là xong cái ý thứ nhất, và ý thứ hai là vừa xác định vị trí vừa xác định tính chất đúng không? Rồi hệ số phóng đại. Tiếp tục chúng ta tính K bằng trừ D phẩy trên D này, nó sẽ bằng trừ A trừ 20 phần mấy nhỉ? Phần 3 này là D phẩy trên D là 20 này, và nó bằng 1 phần mấy nhỉ? 1 phần 3. Đấy, như vậy là chúng ta có K bằng 1 phần 3. Là hệ số phóng đại. Bây giờ muốn tìm A phẩy B phẩy thì chúng ta phải có trị đối K này. Nó sẽ bằng A phẩy B phẩy mà trên A gì? AB. Từ đây chúng ta suy ra được A phẩy B phẩy chính là bằng trị đối K mà nhân với AB. Và với bài này thì chúng ta sẽ có nó là bằng 1 phần 3 mà nhân với AB là 2 đúng không? Trị đối K 1 phần 3. Và cái này bằng 2 phần 3 cm. Đấy. Như vậy kết luận lại là chúng ta có gì? Vậy ảnh là gì? Ảnh là ảnh ảo này. Cao mấy? Cao 2 phần 3 cm này. Đấy chưa? Ảnh là ảnh ảo cao 2 phần 3 cm. Cách thấu kính này một khoảng là 20 phần 3 cm. Đấy. Như vậy chúng ta trả lời đầy đủ các yêu cầu của bài toán là bài số 2.
Tiếp tục với bài số 3. Vật sáng AB là một đoạn thẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính và cách thấu kính 10 cm. Đấy, chúng ta cũng biết D này. Đúng không? D 10 cm. Nhìn qua thấu kính thì thấy ảnh cùng chiều và cao gấp 3 lần vật. Xác định tiêu cự của thấu kính, cho biết loại thấu kính, vẽ hình. Xác định tiêu cự, cho biết loại thấu kính và vẽ hình. Thì với bài toán này, thầy sẽ hướng dẫn các bạn phân tích, dần dần làm luôn, vừa làm vừa phân tích như sau này. Đầu tiên là các bạn sử dụng cái dữ kiện là ảnh cùng chiều với vật, vì này, vật thì là sáng, tức là vật gì rồi, thật rồi này, đúng không, thật, vật là thật này. Ảnh là gì? Cùng chiều vật với vật. Chúng ta suy ra được ảnh là gì? Là ảnh ảo rồi này. Đấy, đầu tiên là chúng ta khẳng định ảnh là ảnh ảo rồi. Được chưa? Bây giờ ảnh ảo lại cao hơn gì? Ảnh ảo cao hơn vật hay là cao gấp 3 lần vật? Thì chúng ta suy ra được ngay là D phẩy phải bằng trừ 3D. Lý do là D phẩy phải âm, cho nên là chúng ta lấy dấu trừ 3D, còn D lớn không rồi. Còn D phẩy âm vì ảnh là ảnh gì? Ảnh ảo. Tóm lại là chúng ta có D phẩy bằng trừ 3 gì? 3D này. Các bạn chú ý D phẩy bằng trừ 3D. Mà chúng ta lại có gì? Ta lại có 1 trên D cộng 1 trên D phẩy thì bằng 1 trên F. Đấy là công thức trường tồn rồi đúng không? Công thức gốc của thấu kính. Để tìm được xác định tiêu cự này, rồi các loại thấu kính thì bây giờ chúng ta tìm F. Mà chúng ta đã biết được cái gì? Biết được D. Bây giờ chúng ta sẽ thay hết theo ẩn của D này. Suy ra được 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Bây giờ thầy thay bằng trừ 3 gì? 3D này. Bằng 1 trên gì? 1 trên F, đúng không? Và cái phương trình này sẽ tương đương với 2 phần 3D sẽ bằng 1 trên F. Thực hiện phép trừ, 1 trừ đi 1 phần 3 thì còn 2 phần 3. Và chúng ta suy ra được F chính là bằng đây, 3 phần mấy nhỉ? 3D trên 2, đúng không? 3D trên 2. Thay số vào thì nó sẽ là 3 này nhân với D của chúng ta là 10 này trên 2, và kết quả là nó bằng 15 cm. 30 chia 2 15, đúng không? Đương nhiên là chúng ta có F. Đến đây thì chúng ta trả lời là vì F lớn hơn 0, chúng ta suy ra được thấu kính là thấu kính hội gì? Hội tụ. Thấu kính hội tụ vì tiêu cự lớn hơn 0. Các bạn chú ý như thế. Biết loại thấu kính, như vậy là chúng ta đã xác định được tiêu cự của thấu kính là 15 và xác định được loại thấu kính là thấu kính hội tụ. Các bạn có thể tự vẽ hình như thầy. Hình vẽ các bạn tự nhé. Vì cái bài này thì cũng là một cái bài vẽ hình đơn thuần, không có gì đặc biệt, nên là các bạn tự vẽ luôn cho thầy. Chúng ta tiếp tục với cái bài số 3, số 4 này. Bài này là bài số 4, nên đánh dấu bài số 3 là bài số 4 này. Vật sáng AB là có dạng là một đoạn thẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20. Như vậy chúng ta có F bằng 20. Xác định tính chất ảnh của vật qua thấu kính, vẽ hình trong trường hợp vật cách thấu kính. Đây là D. Như vậy bài này biết D và biết F. Nhưng có một cái điều mà các bạn quan sát thấy cho thầy là trường hợp này chính là D bằng gì nhỉ? Bằng F luôn và bằng 20 cm. D bằng F bằng 20 cm có nghĩa rằng là thấu kính này, thế xin lỗi, là vật sẽ đặt ở đâu nhỉ? Đặt ở tiêu điểm
tiêu điểm vật chính của thấu kính này. Đây là trường hợp đặc biệt mà chút nữa chúng ta sẽ xử lý là ảnh nó sẽ ở là vô cùng. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh ảnh nó ở vô cùng. Bài giải ta có như sau này. Ta có 1 trên d cộng 1 trên d phẩy thì bằng 1 trên gì? 1 trên f đúng không? Phương trình này sẽ tương đương với gì? 1 trên 20 cộng 1 trên d phẩy bằng 1 phần 20. Và chúng ta suy ra được 1 trên d phẩy bằng 0. Đúng không? Nó lại bằng 0. Thế nhưng 1 trên một số bằng 0 thì số này phải là rất lớn. Cho nên là chúng ta suy ra được d phẩy bằng vô cùng. D phẩy bằng vô cùng. Có thể bằng d phẩy bằng vô cùng. Thế sau khi tìm được d phẩy bằng vô cùng rồi, điều này có nghĩa là ảnh a phẩy b phẩy ở vô gì? Ở vô cùng hay ở vô cực, đúng không? Về ý nghĩa vật lý là ảnh a phẩy b phẩy ở vô cực, vì a phẩy b phẩy là được xác định thông qua d phẩy, là khoảng cách đại số từ ảnh a phẩy b phẩy đến thấu kính nó bằng vô cùng, có nghĩa là ảnh ở vô cùng. Bây giờ thì thầy sẽ vẽ hình cho các bạn thấy rằng cái tình huống đặc biệt này ta vẽ hình như thế nào. Thấu kính vẫn là thấu kính hội tụ đúng không? Thấu kính hội tụ. Ta dựng trục chính trước này. À, trục chính của thấu kính. Chúng ta dựng thấu kính. Tiếp theo là dựng thấu kính. Đây thì dựng thấu kính. Thấu kính hội tụ quang tâm O. Bây giờ chúng ta biết được tiêu điểm, đây là tiêu điểm vật chính F, tiêu điểm ảnh chính F phẩy. Vật của chúng ta nằm ngay ở tiêu điểm. Đây. Vật sáng nằm ngay tiêu điểm là A, còn B thì trùng luôn với gì? Với F. Thế thì để xác định được ảnh thì chúng ta dùng hai trong ba tia đặc biệt. Trường hợp này thì sẽ dùng tia đặc biệt vẫn là tia đi qua đi song song với trục chính. Đây là tia 1 song song với trục chính. Tia ló sẽ có phương. Trường hợp này đi qua luôn tiêu điểm gì nhỉ? Tiêu điểm ảnh chính. À, đây là đường kéo dài của nó. Đây. Đây chúng ta có, đây là tia ló, ló 1, đúng không? Và tia số 2 thì nó không cắt nhau này, nó song song luôn này. Để dựng luôn nó song song này. Các bạn thấy này, tia qua quang tâm thì truyền thẳng. Đấy, tia qua quang tâm truyền thẳng. Đây là tới 2, đây là ló 2. Trường hợp này là ló 1 thì sẽ song song với gì? Ló 2. Tức là nó không cắt nhau, và không cắt nhau trong trường hợp này người ta xem cắt nhau ở vô cùng. Như vậy là A phẩy là ở vô cùng, xem như cắt nhau ở vô cùng. Và tương tự thì ở đây là B phẩy cũng gì nhỉ? B phẩy ở vô cùng. Tóm lại là ảnh A phẩy B phẩy là ở vô cùng. Và ở vô cùng thì không thể hứng được. Các bạn chú ý rằng ảnh này là ảnh không hứng được và nó là giao của đường kéo dài. Cho nên ảnh này là ảnh gì? Ảnh ảo. Tóm lại nó là A phẩy B phẩy là ảnh ảo ở vô cùng. Là bài số 4, một bài đặc biệt. Và thầy vẽ luôn hình cho các bạn quan sát luôn. Đó là đặt ở tiêu điểm vật thì sẽ cho ảnh ở vô cùng. Chúng ta tiếp tục với bài toán số 5. Bài toán số 5. Người ta dùng một thấu kính hội tụ để thu ảnh của một ngọn nến trên một màn ảnh. Hỏi phải đặt ngọn nến cách thấu kính bao nhiêu và cách màn ảnh bao nhiêu để có thể thu được ảnh của ngọn nến cao gấp 5 lần ngọn nến. Đấy, biết tiêu cự, đó là biết F. Và nến thì đặt vuông góc với trục chính.
Bài này yêu cầu chúng ta vẽ luôn hình minh họa. Thực ra với cái bài toán này thì chúng ta phân tích sự kiện một chút, bây giờ chúng ta dừng lại phân tích sự kiện một chút. Đương nhiên là ngọn nến thì phải là vật gì rồi? Vật thật rồi. Ngọn nến là vật thật. Và các bạn chú ý cho thầy là thu được ảnh của ngọn nến, thu được ảnh của ngọn nến trên màn. Đấy, cao gấp 5 lần. Đúng không? Màn này. Như vậy cái sự kiện này cho chúng ta biết rằng là ảnh phải là gì rồi? Ảnh phải là ảnh thật. Bởi vì chỉ có ảnh thật thì mới hứng được gì nhỉ? Hứng được trên màn. Hứng được thì nó phải là ảnh thật. Đây. Tóm lại là với bài toán này chúng ta có ảnh. Thầy hướng dẫn các bạn giải luôn này, phân tích vừa giải này. Ảnh hứng được trên màn. Hứng được đúng không? Trên màn. Rồi là hứng được thì suy ra được ảnh là ảnh thật. Rồi sau đó là chúng ta lại ảnh cao gấp 5 lần vật. 5 lần vật thì chúng ta lại suy ra được g phẩy chắc chắn phải bằng 5g. Trường hợp này chúng ta không lấy trừ 5g bởi vì là vật thật, để g phẩy lớn không thì chúng ta phải lấy bằng 5g luôn. Tóm lại là thông qua phân tích sự kiện bài toán chúng ta có g phẩy bằng 5g. Đúng không? Bây giờ chúng ta lại có cái gì? Lại có cái công thức trường tồn này, lại có liên tục chúng ta sử dụng công thức này. 1 trên g cộng 1 trên g phẩy lại bằng 1 trên gì? 1 trên f này. Mục tiêu của chúng ta là tìm g đúng không? Tìm g thì chúng ta lắp theo g hết, 1 trên g cộng g phẩy bây giờ thay bằng 5 gì? 5g bằng 1 trên f, và chúng ta có 6 phần mấy nhỉ? 6 phần 5 g thì bằng 1 trên f, suy ra được g thì bằng bao nhiêu nhỉ? G sẽ bằng 6 phần 5 f. 6 phần 5 này, f. Lắp số vào thì chúng ta có 6 chia cho 5 nhân với 10. Đúng không? Thì nó bằng 12 cm. Tóm lại là chúng ta tìm được vị trí đặt vật là cách thấu kính 12 cm, đặt đặt ngọn nến cách thấu kính 12 cm thì sẽ thu được ảnh của ngọn nến là cao gấp 5 lần ngọn nến và ảnh là ảnh thật. Đúng không? Còn bây giờ vẽ hình thì thầy có thể vẽ cho các bạn. Trường hợp này các bạn có thể tự vẽ, thầy vẽ tượng trưng cho các bạn nhanh. Chúng ta có thấu kính này vẫn là thấu kính hội tụ đúng không? Thấu kính hội tụ. Trục chính của thấu kính. Đây là trục chính. Để mà vẽ được chính xác thì các bạn phải căn hình tỷ lệ thật chính xác. Nhưng ở đây là vì không gian hơi hẹp cho nên thầy sẽ căn tương đối thôi. À, chúng ta có quang tâm O này. Tiêu cự của nó là 10, để cứ lấy bằng 10 đi. 10. Đây là F phẩy. À, chúng ta thấy G bằng 12 thì G phẩy nhá bằng 5G là bằng 5 nhân 12 là mấy nhỉ? 60 cm. Như vậy ảnh sẽ cách cái thấu kính này 60, đây là 10 rồi. Đây là 20 này, đây là 30 này, 40 này, 50 này, 60, nó tầm cỡ nằm chỗ này đúng không? Nó căn tương đối một chút. À, còn bên này là F này. Tiêu điểm vật. F tiêu điểm vật chính. Khoảng cách G của chúng ta nó bằng 12 tức là lớn hơn F một xíu thì chúng ta vẽ ở ra ngoài đây một tí thôi. À, và các bạn nhớ rằng là kích thước của ảnh gấp 5 lần vật cho nên thầy chỉ vẽ vật nhỏ thôi. Để cho nó còn cắt. Đây. Đây là A phẩy. Đây là B phẩy. À B, AB. Xin lỗi, là AB. Về dựng thì chúng ta cũng vẽ hai trong số 3 tia đặc biệt. Tia thứ nhất thầy chọn sẽ là tia đi qua, tia song song với trục chính đi.
Thì nó sẽ cho tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính này. Các bạn mà vẽ đúng tỷ lệ thì nó hình nó sẽ đẹp và chuẩn luôn. Đây là ló 1 đúng không? Bây giờ chúng ta dùng tia tiếp theo là tia đi qua quang gì? Quang tâm. Đấy, phải nắn thì nó mới cắt được. Tia đi qua quang tâm thì truyền gì? Truyền thẳng này. Đấy, thì các bạn thấy đây. Gần gần chuẩn đúng không? Đây là ló 2. Thì chúng ta có đây là ảnh A gì? A phẩy này. Hạ xuống thì chúng ta mới được B phẩy. Trường hợp này ảnh thật thì chúng ta cứ hạ nét lên bình thường. À, thì chúng ta có cái đoạn này, chỗ này là 60 cm. Và ảnh này thì sẽ ngược chiều, ảnh thật thì sẽ ngược chiều với vật. Đấy, đấy là chúng ta dựng cái hình. Và đương nhiên là cái này sẽ là cái màn, sẽ là đây. Cái màn quan sát đấy, các bạn chú ý cái màn quan sát đây. À, đây là màn quan sát, nó nằm trên cái màn quan sát luôn. E là màn quan sát này. Đấy. Thì chúng ta tưởng tượng nó giống một cái mặt phẳng để hứng cái ảnh A phẩy B phẩy của AB. À, xong bài số 5. Bài tiếp theo là bài số 6. Đặt một thấu kính cách một trang sách. À, tức là chúng ta có D bằng 20. Nhìn qua thấu kính thấy ảnh của dòng chữ cùng chiều với một thuật ngữ các bạn cần lưu ý đây, cùng chiều này. Với dòng chữ đúng không? Ảnh vật cùng chiều. Cao bằng một nửa dòng chữ thật. Tìm tiêu cự của thấu kính, suy ra loại thấu kính. Tìm tiêu cự, suy ra loại. À, tức là sau khi mà chúng ta xác định được giá trị thì chúng ta suy ra đúng không? Bài giải này, thầy có thể hướng dẫn các bạn phân tích, vừa phân tích vừa giải. Chúng ta có vật thì là thật rồi, dòng chữ thì thật rồi. Đúng không? Đấy. Ảnh là gì? Cùng chiều. Cùng chiều này. Nhớ là ảnh cùng chiều nhé. Vật là dòng chữ, dòng chữ cùng chiều với dòng chữ ở trang sách. Thì chúng ta suy ra được ảnh phải là gì? Ảnh áo. Đúng không? Ảnh phải là ảnh áo. Điều đầu tiên khẳng định ảnh là ảnh áo. Sau khi khẳng định được ảnh áo rồi mà ảnh áo lại bằng mấy? Bằng 1 phần 2 vật. Chúng ta suy tiếp ra D phẩy chính là bằng trừ D trên 2. À, các bạn chú ý được sau khi xử lý điều kiện bài toán chúng ta được D phẩy trừ D trên 2. Lại có cái gì? Lại có tiếp tục này. 1 trên D cộng 1 trên D phẩy bằng 1 trên gì? 1 trên F. Chúng ta suy ra được mục tiêu của chúng ta là tìm tiêu cự đúng không? Mà biết D rồi này. Biết D rồi, như vậy chúng ta sẽ thay theo D hết này. 1 trên D cộng với 1 trên trừ D trên mấy nhỉ? D trên 2 bằng 1 trên F. Thế này phương trình tương đương sẽ là 1 trên D này trừ 2 trên D bằng 1 trên F. Chúng ta suy ra được F sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? F ở đây là sẽ bằng trừ D. Trừ D là bằng trừ 20 cm. Đấy, trừ 20 cm. Và F của chúng ta là bén không, suy ra được thấu kính là thấu kính phân gì? Phân kỳ, thấu kính phân kỳ. Nhớ rằng thực ra là chúng ta có thể kết luận là thấu kính phân kỳ luôn từ cái dòng mà chúng ta khẳng định ảnh là ảnh ảo nhỏ hơn gì? Ảo nhỏ hơn vật này, này. Vì chỉ có thấu kính phân kỳ mới cho ảnh ảo nhỏ hơn vật khi vật là vật thật thôi. Được chưa? Thấu kính hội tụ nếu cho ảnh ảo thì ảnh ảo phải lớn hơn phân vật trong trường hợp vật thật. Đấy là bài số 6, chúng ta tiếp tục với bài số 7. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20, vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh bằng nửa vật. Lại ảnh bằng nửa vật. Và thấu kính này là thấu kính hội tụ đúng không? Xác định vị trí vật và ảnh. Đấy, xác định vị trí vật và ảnh. Thế các bạn chú ý ở đây chúng ta sẽ dùng lý luận để loại bớt một số bạn mà
Không dùng lý luận thì các bạn cũng dùng từ cái xuất phát từ cái chỉ đối K này, bằng 1 phần 2 thì các bạn suy ra được trừ d phẩy trên d bằng 1 phần 2, và các bạn tách ra hai cái tình huống là d phẩy bằng d trên 2 và d phẩy bằng trừ d trên 2 giải thì nó sẽ rất bất công. Ở đây thầy sẽ dùng lý luận để loại bớt đi một cái tình huống nào. Bây giờ chúng ta có này, thấu kính là thấu kính hội gì, hội tụ này, được chưa, mà cho ảnh cao bằng nửa vật, bằng nửa vật, suy ra được ảnh phải là ảnh thật. Như thầy nhận xét từ đầu, dùng lý luận từ công thức 1 trên d cộng 1 trên d phẩy kèm theo các quy ước dấu thì chúng ta có là nếu như thấu kính hội tụ mà cho ảnh nhỏ hơn vật thì chắc chắn ảnh phải là ảnh thật, vì nó ảnh ảo của nó phải bắt buộc phải lớn hơn vật. Thế sau khi khẳng định được ảnh phải là ảnh thật rồi, lại bằng nửa vật, thì chúng ta suy tiếp ra d phẩy chính là bằng d trên mấy rồi nhỉ, d trên 2 thôi. Chúng ta loại được cái trường hợp d phẩy bằng trừ d trên 2 đã bất công. Thế thì từ cái này chúng ta lại có cái gì, công thức mà chúng ta dùng tiếp 1 trên d cộng 1 trên d phẩy bằng 1 trên f, công thức gốc của thấu kính đúng không. Thay vào xác định vị trí của vật và ảnh, tức là tìm d d phẩy, thì chúng ta có cái gì, 1 trên d thì thay d này, cộng với d phẩy là 1 trên d trên mấy nhỉ, d trên 2 thì sẽ bằng 1 trên f. Thì ở đây chúng ta sẽ có là suy ra được d sẽ bằng mấy nhỉ, 3f đúng không, 3f, 3f thì là 3 nhân với 20 thì bằng 60 cm, và từ đấy chúng ta lại suy tiếp ra d phẩy thì chính là bằng d trên 2 thì nó bằng 30 cm. Để chúng ta xác định được vị trí của vật và ảnh. Vật thì cách thấu kính 60 cm, ảnh cách thấu kính 30 cm, đúng không? Đó là bài số 7. Tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn các bạn giải một số bài nữa. Bài số 8. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20, vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cho ảnh cao bằng vật. Đây lại là ảnh cao bằng vật. Xác định vị trí của vật và ảnh. Thì bài này các bạn cũng cần nhớ cho thầy này, vừa phân tích vừa giải luôn. Ảnh của vật thật cao bằng vật, suy ra được ảnh phải là ảnh thật đúng không? Bởi vì trong này là thấu kính gì? Thấu kính hội tụ. Nhớ đấy, thấu kính hội tụ. Thấu kính hội tụ nếu cho ảnh ảo thì bắt buộc ảnh ảo phải lớn hơn vật. Như vậy nhỏ hơn vật và bằng vật thì phải là ảnh thật. Đúng không? Thế ảnh cao bằng vật, ảnh thật, chúng ta lại suy tiếp ra. D chính là bằng D gì? D phẩy. Rồi lại có cái gì? Lại có công thức gốc là 1 trên d cộng 1 trên d phẩy bằng 1 trên f. Thì chúng ta suy ra được 1 trên d cộng 1 trên d bằng 1 trên f. Đúng không? Và chúng ta suy ra được d bằng 2 gì? D bằng 2f và bằng 40 cm. F của chúng ta bằng 20. Như vậy thì chúng ta còn có một cái kết luận là gì? Khi đặt vật cách thấu kính một khoảng 2F thì ảnh bằng gì? Bằng vật, đúng không? À, vậy này. Khi đặt vật cách thấu kính hội tụ nhá, một khoảng 2 d bằng 2F thì ảnh là ảnh thật và bằng gì, bằng vật.
Đấy là một cái kết luận mà các bạn có thể gặp trong các bài toán trắc nghiệm. Tiếp tục với bài số 9. Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự F bằng -20 cm. Các bạn nhớ là thấu kính phân kỳ thì tiêu cự âm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh bằng nửa vật. Xác định vị trí vật và ảnh, tức là tìm D và D gì nhỉ? D phải. Thì cái bài toán này thì cũng là một bài toán đơn thuần, nhưng các bạn nhớ rằng là thấu kính này, V là gì? Thấu kính phân kỳ này, vật thật thì luôn là gì? Luôn cho ảnh gì? Cho ảnh ảo này, đúng không? Bé hơn vật, bé hơn vật, thì từ đó chúng ta suy ra được, trường hợp này chúng ta suy ra được D phẩy chính là bằng trừ D trên trên 2. Các bạn chú ý bằng nửa vật, trừ D trên 2. Rồi lại có, tiếp tục lại có 1 trên D cộng 1 trên D phẩy bằng 1 trên gì? 1 trên F. Chúng ta suy tiếp ra 1 trên D này cộng 1 trên trừ D trên mấy nhỉ? Trên 2 bằng 1 trên F. Phương trình này lại tương đương với 1 trên D trừ 2 trên D bằng 1 trên F. Và chúng ta suy ra được anh D này chính là bằng trừ F. Trừ F tức là trừ của trừ 20 bằng 20 cm, đúng không? Và chúng ta suy ra được D phẩy bằng trừ D trên 2 tức là bằng trừ 10 cm. Tóm lại là chúng ta định vị được vật thì cách thấu kính 20 cm, còn ảnh cách thấu kính là 10 cm, đúng không? Đó là bài số 9, một bài nhắc lại tính chất tạo ảnh qua thấu kính phân kỳ. Tiếp tục với bài số 10. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 30. Xác định vị trí của vật, vật là thật, để ảnh qua thấu kính lớn gấp 5 lần vật. Ảnh qua thấu kính gấp 5 lần vật. Thì với cái bài toán này, các bạn chưa thể khẳng định được ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo. Và các bạn chú ý cho thầy này, thấu kính này, hội tụ này. Thì nhá, có thể cho ảnh thật lớn hơn vật. Đây, cũng có thể cho ảnh ảo lớn hơn vật. Đây, nhưng không thể cho này, không thể cho ảnh ảo mà lại bé hơn vật. Đây, cái điều các bạn chú ý, ảnh ảo thì đã là ảnh ảo thì phải lớn hơn vật, vật thật ấy. Còn ảnh thật thì có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Thì với cái cách thức nhận xét như này thì chúng ta phải xét hai trường hợp thôi. Với bài toán 10 này chúng ta phải xét hai trường hợp. Bài giải chúng ta có thể xét hai trường hợp như sau này. Chúng ta có ảnh lớn gấp 5 lần vật thì chỉ đối K bằng mấy nhỉ? Bằng 5 đúng không? Suy ra được trừ D phẩy trên D chỉ đối là bằng mấy? Bằng 5. Và chúng ta suy ra được hoặc là D phẩy bằng 5 D hoặc là D phẩy bằng trừ 5 gì? 5 D. Cái này là ảnh thật. Và cái này là ảnh gì? Ảnh ảo đúng không? Ảnh ảo. Thế bây giờ chúng ta sẽ lần lượt xét các tình huống. Trường hợp số 1. Trường hợp 1. Ảnh gì đi? Ảnh thật. Tức là chúng ta sẽ có D phẩy bằng 5D. D phẩy bằng 5D thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ thay suy ra này. Suy ra phương trình tương đương là 1 trên D cộng 1 trên mấy nhỉ? 5D sẽ bằng 1 trên F. Và chúng ta suy ra được 6 phần 5D sẽ bằng 1 trên F. Suy ra được D chính là bằng gì nhỉ? 6 phần 5F. 5F. F của chúng ta là 30. Như vậy cái này bằng 3 mấy nhỉ? 36 cm. 30 mà. 30 chia cho 5 bằng 6, 6, 6, 36. Đấy, tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai, trường hợp số 2 đấy là ảnh gì?
ảnh áo. Ảnh áo tức là dây phẩy của chúng ta là bằng trừ 5 dê này. Chúng ta lại thay tiếp vào phương trình là 1 trên dê cộng 1 trên trừ 5 gì? 5 dê bằng 1 trên F thì tương đương với 1 trừ đi 1 phần 5 sẽ là 4 phần 5 đúng không? 4 phần 5 dê này. Đấy. Bằng 1 trên F và chúng ta suy ra được dê chính là bằng 4 phần 5 F. F của chúng ta là bằng 30. Như vậy lắp số vào đây 30 là 4 là 24 cm này. Đúng không? 24 cm. Kết quả là chúng ta có hai cái cặp giá trị là hoặc là 36 hoặc 24. Xác định đúng không? Vị trí của vật là cách thấu kính hoặc là 26 hoặc 34. Một bài toán số 10 mà chúng ta cần phải giải quyết tới hai tình huống. Chúng ta tiếp tục với bài toán số 11. Một vật sáng AB bằng 4 mm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 40. Cho ảnh cách vật 36, xác định vị trí, tính chất, độ lớn của ảnh, vị trí của vật. Với cái bài toán này thì thực ra là nó thuộc một cái dạng khác, tức là khoảng cách giữa vật và ảnh qua thấu kính. Thì trường hợp này này, thầy sẽ hướng dẫn sơ các bạn, hôm sau thầy sẽ hướng dẫn cụ thể qua cái dạng toán là xác định khoảng cách vật ảnh. Nhưng các bạn đầu tiên nhớ cho thầy này, một cách tổng quát này, tổng quát chúng ta luôn có này, luôn có khoảng cách từ ảnh đến vật sẽ là L đấy, thầy ký hiệu L bằng trị đối của D cộng D phẩy. Đây. Trong đó D và D phẩy là dấu đại số. Một cái công thức tổng quát các bạn nhớ cho thầy khoảng cách giữa vật và ảnh. Thế nhưng mà tùy từng tình huống chúng ta sẽ phải giải cái phương trình này. Đó là sau khi bung trị đối ra nó sẽ nảy ra hai trường hợp. Nhưng tùy từng trường huống chúng ta có thể là sử dụng dữ kiện bài toán để loại trường hợp sử dụng dữ kiện hay là điều kiện đề bài để loại bớt một tình huống nha. Đấy, chúng ta có thể sử dụng, hoặc bạn nào nếu như không biết loại bỏ thì chúng ta có thể phải giải hai tình huống, mà giải như thế thì rất chậm. Này, bây giờ với cái bài này thầy sẽ sử dụng cách loại bỏ tình huống cho các bạn. Đầu tiên là các bạn chú ý như thế, đây là thấu kính, hội tụ đúng không? Đây là hội tụ. O. Đây là F. Đây là F phẩy. Thầy nhìn thấy cái đoạn này là bằng 30, 40 này. Thế nhưng khoảng cách nó chỉ bằng 36 thôi. Bạn hình dung không? Khoảng cách giữa vật và ảnh bằng 36. Cho nên nếu như thể đặt vật ở đây. Đây là vật. Đây này, vật nhá. Và D trong trường hợp này sẽ lớn hơn gì? Lớn hơn F này. Đặt như này mà, lớn hơn F. Thì suy ra được ảnh gì? Ảnh thật. Mà ảnh thật thì nó phải nằm trái phía so với vật. Tức là nó phải nằm phía bên này. Đây là ảnh. Nó nằm ở đâu đó bên này. Nhưng mà phải bên phía bên này. Phía bên này thì đương nhiên là khoảng cách giữa vật và ảnh. Thì nó phải là như thế nào nhỉ? L nó phải lớn hơn F, tức là lớn hơn 4 gì? 40 cm. Như vậy không thể là tình huống là đặt ngoài tiêu điểm F được. Với bài này không thể đặt ngoài tiêu điểm F được. Chúng ta khẳng định dựa vào cái này, lý luận này thì chúng ta chỉ xét cái trường hợp là vật đặt trong gì? Đặt trong cái khoảng từ gì? O mà đến gì? F. Đúng không? Tức là ảnh gì? Ảnh phải là áo. Các bạn chú ý, trường hợp này chúng ta loại tư duy để chúng ta suy đoán được ảnh phải là ảnh áo. Ảnh áo, mà ảnh áo này phải gì? Nằm phía bên này, tức là lớn hơn gì? Lớn hơn vật. Lớn vật, ảnh áo lớn vật. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có L bằng trị đối của D cộng D phẩy này. Được chưa? Đúng không? L trị đối của D cộng D phẩy. Trong trường hợp này là
nó phải đặt ở phía trong. Phía trong thì đương nhiên là cái này bung ra thì nó phải là cái gì? Đấy là phải là số âm rồi này. Chắc chắn cái này là số âm. Ảnh ảo lớn vật thì trị đối của dê phẩy này phải lớn hơn dê, mà dê phẩy là số âm, cho nên cái này bung trị đối ra thì nó sẽ là bằng trừ của gì? Trừ của dê cộng dê gì? Dê cộng dê phẩy. Đấy, trừ dê cộng dê phẩy. Đúng không? Mà chúng ta lại có ảnh cách vật 36. Điều đó có nghĩa là chúng ta có cái này bằng 36, đúng không? 36. Hay nói cách khác là phương trình tương đương sẽ là dê cộng dê phẩy bằng trừ 3 gì? 36 cm. Đấy. À, vấn đề, mấu chốt của vấn đề. Từ đây thì chúng ta suy tiếp này. Lại có, lại sử dụng công thức cũ, lại có 1 trên dê cộng 1 trên dê phẩy bằng 1 trên gì? 1 trên f này. Thì thay số vào 1 trên dê thì giữ nguyên, bây giờ dê phẩy thì thầy thay bằng trừ dê trừ 36 cộng với 1 trên trừ dê trừ 36 này bằng 1 trên f, tức là 1 phần 40. Ở đây các bạn có thể sử dụng chức năng SIPSON của máy tính, hoặc là các bạn quy đồng lên dãy thì chúng ta sẽ suy ra được kinh nghiệm là dê. Ở đây thầy dãy giúp các bạn trước rồi. Dê chính là bằng, thầy dùng SIPSON thì tìm được dê bằng 24 cm này. À, như vậy chúng ta tìm được dê bằng 24, và từ đó thì tìm được dê phẩy thôi. Dê phẩy sẽ bằng trừ 36 này, trừ đi dê bằng trừ 36 mà trừ đi 24 là bằng trừ gì nhỉ? 60 cm. Đấy. Đà, như vậy là chúng ta có thể tìm được vị trí ảnh, vị trí vật. Và đương nhiên là tính chất thì độ lớn của ảnh thì chúng ta tìm được luôn nhỉ? À đấy, thầy tìm độ lớn của ảnh luôn nhá. Như vậy ảnh là ảnh gì rồi? Ảo này. Còn độ lớn là A phẩy, B phẩy sẽ bằng trị đối K nhân A gì? AB này. Mà K thì bằng dê phẩy trên dê, trừ dê phẩy là trừ 60 này, trên dê là 20 gì? 24 nhân với 4, đúng không? 60 nhân 24 trên 4 thì đây là 4, 46, 24, vị trí cái này bằng 10. 10. Đúng không? 10 đơn vị là mili gì? Mm. Đấy, chúng ta có thể xác định được độ lớn luôn của ảnh. À, bài toán này là bài toán mà cần cái độ suy luận cao nếu như chúng ta muốn giải nhanh. Còn không thì chúng ta phải giải thật là thành thạo hai cái tình huống bung trị đối nếu như không biết lý luận. Bài toán này thầy sẽ hướng dẫn các bạn giải chi tiết ở cái dạng toán sau.